Để trở thành một bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ giỏi, theo tôi thì đầu tiên mình phải có kiến thức về một nền tảng y khoa. Tiếp đến mình có một cái kiến thức về chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Nhưng muốn có kiến thức này mình phải đam mê mà mình phải liên tục cập nhật những kiến thức đó. Cộng với trên thực tế lâm sàng, chúng ta phải có trải nghiệm, có kinh nghiệm trải qua các cuộc phẫu thuật và có học hỏi được các đàn anh đi trước, có bạn bè cùng trang lứa ở tất cả những cái điều kiện như là trong bệnh viện, trong phòng khám hay là trong cái hội nghị hay là những buổi trò chuyện để mình học hỏi, cập nhật liên tục và liên tục.